Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục bóc những cái sản phẩm mà mọi người bán cho mình gọi nhé. Và đây là một cái combo PC có giá là 750.000. Thì hiện tại bây giờ mình cũng bóc được một vài cái combo rồi, nhưng mà mình cứ để đã. Sau một vài cái combo nữa thì mình sẽ tiến hành là hoàn thiện những cái đồ mà mình đã mua ấy để mình làm các chương trình cho các bạn. Các bạn lưu ý này, những cái clip như này chúng ta vẫn có chương trình nhá, chứ không phải là không có chương trình nhá. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chiếc PC này. Cái combo này thì đúng hơn. Thì combo này thì mình mua của bạn Đức Toàn. Và hôm 13 tháng 7 thì bạn có gửi cho mình cái ảnh này. Ảnh này và ảnh này đúng không? Và bạn hỏi mình là có mua không. Sau đó thì mình hỏi giá bạn đấy thì bạn ấy bảo là tầm 750.000. Thì lúc đấy thì mình cũng khá là bận thôi. Mình chỉ hỏi CPU ở đâu và bạn ở CPU là gì và bạn ở đâu thôi. Thì bạn bảo là bạn ở Quảng Ninh và CPU là i5-3470. Thì lúc đấy thì mình cũng ok, chốt với bạn đấy. Và mình cũng đã gửi cho bạn ấy cái địa chỉ để bạn ấy gửi cho mình cái combo này nhá. Và mình cũng đã trả tiền cho bạn ấy rồi. Mình trả tiền rồi, mình nhận ship, nhận cái đồ này, tiền ship là mất 51.000. Lúc đấy mình đang ở Đà Nẵng và có một cô em cô ấy nhận giúp mình cái này và mất 51.000 là cái thứ nhất. Thứ hai là mình cũng đã chuyển cho bạn ấy cái tiền là 750.000 rồi. Bởi vì là sao? Bởi vì là mình cũng chưa có thời gian, cái lúc mà về mình chưa có thời gian mình test ấy. Thì mình nhận của bạn rồi, chỉ là mình lại chưa gửi cho bạn đấy. Thế là mình gửi cho bạn ấy trước 750.000 và mình sẽ test sau. Và ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8, mình sẽ mở cái combo này ra để mình test để xem bên trong có cái gì nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bóc cái đồ này ra. Đầu tiên ở đây sẽ là một con nguồn này, một con nguồn Color Master, Color Master 500. Đây, cho bạn xem hình dáng của nó một chút. Cái này thì dỉ, khá là dỉ đúng không? Trong đây không còn cái gì rồi các bạn. Hết rồi, trong đây không còn gì rồi. Tiếp theo đến với cái hộp này. Hết rồi, trong đây không có cái gì các bạn nhé. Và đây, đây là một combo đấy các bạn này, bao gồm main. Để mình tháo cái fan này ra nhé. À không tháo vội. Tháo tím, chúng ta cắm đã rồi chúng ta tháo sau nhá. Bao gồm main, CPU, RAM. RAM ở đây thì mình thấy là một thanh 4GB này, một thanh 2GB, tổng là 6GB. Thì đấy, cái combo 800.000 của ta bao gồm main, chip, RAM và nguồn. Cái này không có chặn main à? Các bạn không gửi theo cái chặn main này rồi. Không biết có gửi không? Không gửi theo cái chặn main này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắm thử xem combo này nó có lên không ạ nhé. Ra bên này. Ok, chúng ta sẽ kích thử nguồn này. Hiện tại là quay rồi đấy. Nguồn quay này, fan CPU quay này, Lên rồi. Hiện tại là không có ổ cứng nên nó sẽ vào luôn bên trong đây. Thì vào luôn bên trong đây thì RAM ở đây thì nó đang nhận. Ở đây nó có nhận có được có 4GB RAM các bạn ạ. Đây cho các bạn xem. Đây này, CPU i5-3570 này, RAM nhận có 4GB đây đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra một chút cái con RAM này. Có thể là nó cắm nó bị lỏng thôi. Thì chúng ta sẽ lau lại con 2GB này. Chúng ta sẽ lấy cái giấy lau qua cái RAM đi. Xem nó có nhận đủ 6GB ngọn nhá. Ok, thì bây giờ thì nó đã nhận đủ 6GB rồi các bạn này. Đây, nó đã nhận đủ là 6GB đây rồi. Thế thì với cái combo này
chúng ta sẽ làm gì nữa nhỉ? Cái combo này thì bây giờ thì lên thì nó vẫn đã lên rồi các bạn. Nếu mà các bạn mua thì các bạn cần phải cài Win vào rồi các bạn kiểm tra, ví dụ như là các cổng mạng này, loa này, rồi cắm cả khinh giờ vào đây này, xem nó có nhận không. Bởi vì là chúng ta không phải là cứ lên như này là chúng ta đã có thể gọi là được các bạn nhé. Bởi vì đôi khi là có thể là cái khe cạc rời này nó không nhận thì sao, hoặc là loa không nhận sao, hoặc mạng không nhận sao. Thì cái đấy thì chúng ta cũng phải có một cái SD hoặc là cái ổ cứng chúng ta cắm vào, chúng ta cài Win mọi thứ rồi chúng ta dùng. Thì khi nó lên rồi, cài Win được rồi, chúng ta bắt đầu test những cái đấy. Tiếp theo test được cái đấy xong rồi thì chúng ta cũng phải dùng thử khoảng tầm vài tiếng hoặc là cả ngày để xem là cái tình trạng của nó là nó có bị đang dùng tự dưng tắt không, hoặc nó có bất cứ vấn đề gì không. Thì đấy, nếu mà các bạn mua cái đồ cũ là như vậy nhá. Còn mình thì mình cũng đã chuyển khoản cho bạn rồi, và mình cũng đã tin tưởng, mình cũng tin tưởng là cái combo này thì nó cũng bình thường thôi. Ok, thì với cái combo này thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên thôi. Nâng cấp đó là ví dụ cái RAM này hiện bây giờ là 6GB đúng không? Nếu mà để nguyên thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có thể nâng cấp lên là thành 8GB đi nhá. Còn cái cạc hình rời đấy không có đúng không? Thì chúng ta sẽ nâng cấp thành một con cạc hình rời khác. Thì cái đấy thì mình sẽ tính toán cái cạc hình rời. Còn cái CPU này, CPU hiện tại là nó i5-3570 thì mình cứ để nguyên như vậy để mình test cho các bạn, coi như là một cái cấu hình mới để mình test cho các bạn riêng nhá. Ok, thì với cái combo PC này bây giờ mấy phút rồi? Bây giờ hơn 8 phút rồi. Thì bây giờ với combo PC này thì chúng ta đã lên rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cái chương trình thể lệ luôn để chúng ta nhận cái combo này. Các bạn lưu ý nhá, là hôm trước mình cũng đã nói với các bạn là trong một tháng chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái phần quà tặng, và mỗi clip chúng ta đều tặng nhá. Thì ví dụ hôm nay mình tặng cái combo này. Hôm nay ví dụ mình tặng cái combo này đúng không? Thì bao gồm là main, chip, RAM, fan và nguồn là những thứ mình bóc ra đúng không? Thì đây sẽ là một cái phần quà ở cái clip này. Nhưng nếu ngày mai mình làm một cái clip liên quan việc đó là mình nâng cấp nó lên, thì cũng là cái combo này đúng không? Mình nâng cấp lên thì nó sẽ có RAM khác, vỏ, rồi cả hình khác và ổ cứng nữa. Thì nó sẽ là một bộ khác, nhiều tiền hơn và nhiều linh kiện hơn đúng không? Nhưng đó cũng sẽ là một cái phần quà nữa. Và như mình đã nói rồi, một tháng là ví dụ là mình đăng khoảng tầm 15 clip. Thì nhiều bạn sẽ phân vân là thế nếu thế thì cái main này, cái nguồn này, cái RAM này thì nó sẽ trùng với cái bộ kia đúng không? Các bạn yên tâm là nếu mà chúng ta quay trong vòng trong 15 cái clip đấy thì chúng ta sẽ chọn ra một vài các cái clip để chúng ta ta lấy cái phần quà này để ta tặng thôi. Ví dụ nó vào cái phần này và nó vào cả cái phần quà liên quan đến cái kênh chúng ta nâng cấp ấy thì sao? Thì chúng ta sẽ chọn một trong hai cái đấy. Một trong hai cái đấy nhá. Ok, nên là tất cả các cái clip chúng ta đăng từ 1 tháng 8 trở về sau là đều có các cái thẻ lệ để chúng ta nhận những cái thứ mà liên quan đến cái clip đấy. Ok, đấy nên là chính vì thế mình bảo là trong một tháng sẽ có rất là nhiều các cái phần quà, mà các bạn yên tâm nó sẽ không trùng nhau đâu, và nó sẽ khác biệt nhau đấy nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thẻ lệ luôn. Đáng lẽ là cái thẻ lệ này mình phải để ở trong một cái đoạn nào ở trong clip, nhưng mà không sao cả, cứ để ở đây cũng được. Thì nếu mà các bạn muốn nhận cái combo này một cách miễn phí thì chúng ta sẽ bình luận xuống clip này một số trong khoảng từ 5.000 đến 7.000 các bạn nhé. Và trong clip sẽ có một cái câu hỏi liên quan đến trả lời, đó là cái combo PC này ấy, thì CPU của nó là gì? À không, đừng có trả lời có CPU là gì, bởi vì nếu mà các bạn trả lời CPU là gì thì nó sẽ liên quan đến số nhá. Nó sẽ liên quan đến số thì bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ nói là cái main này là cái main gì? Ok, thì có hai đáp án là H81 và H61. Thì nhớ là comment cái số may mắn mà các bạn muốn này, trong khoảng từ 5.000 đến 7.000 này, và câu trả lời là H61 hoặc là H81 nhá. Nhớ là trả lời theo cái main này nhá, vừa nãy mình nói rồi đấy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Qua clip này các bạn có thêm chia sẻ gì các bạn hãy comment xuống dưới, và chờ đợi một hai hôm nữa thì mình sẽ làm clip nâng cấp những cái đồ mà mình đã mua này để làm thành những cái chiếc PC hoàn chỉnh hơn, để cho các bạn có thể tham gia để tiếp tục nhận nhé. Rồi chào các bạn, bye bye.